Dạ, mình chào bà con và các bạn đến với kênh Liên Nguyễn nha. Hôm nay tiếp tục với nhà vườn của anh Nhật giao lưu phôi hoa giấy Mỹ nha bà con. Nhà vườn giao lưu cây thì đẹp, giá thì mềm dễ chơi. Rồi sau đây mời bà con và các bạn mình cùng giao lưu với nhà vườn của anh Nhật ạ. À. Cảm ơn anh Nhật. Rồi chào anh Liêm, chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay đến với mình vườn mình có giao lưu một số cây phôi hoa giấy Mỹ, giá đẹp đẹp, rẻ đẹp, bao sống bao ship toàn quốc các bạn. Rồi và hôm nay lên cặp trước nha các bạn. Và Đầu đến tiên mình với lên cặp cặp. cây thứ nhất của cặp số 1. Rồi cây thứ nhất của cặp số 1 này có thông số hoành cổ là 29, sau đấy là 32 và cây bay là 58. Rồi, Rồi cây đến kế với bên luôn. cây thứ hai cặp nhất. Rồi cây thứ hai này có thông số hoành cổ là 28, sau đấy là 32 và bay là 58. Rồi cặp này mình xin giao lưu với các bạn là 450k, bao sống bao ship toàn quốc. Khi giao em chúc chậu bó bầu. 450. Rồi. Cặp thứ nhất, cặp số 1 nha bà con. Tiếp theo, số 2. Số Đến 2 với là cây thứ nhất của cặp số 2. lùng lực bonsai nha. Rồi cây thứ nhất của cặp số 2 là có thông số hoành cổ là 24, sổ đế 32 và cao là 60. Rồi ta đến với cây thứ hai. Rồi cây thứ hai này có thông số hoành cổ là 26, sau đấy là 30 và cao là 58. Rồi cặp số 2 này mình xin giao lưu với các bạn là 500k, bao sống bao ship toàn quốc. 500k. Rồi, ok, hai cây tàn đẹp nha. Tiếp Rồi, theo tiếp cặp theo thứ là cặp 3. số 3. Rồi, cây thứ nhất của cặp số 3. Cây thứ nhất này có thông số hoành cổ là 25, số đế 27 và cao là 62. Và đến cây thứ hai của cặp số 3. Rồi, cây thứ hai của cặp số 3 này có thông số hoành cổ là 18, số đế 26 và cao là 62. Rồi cặp này mình xin giao lưu với các bạn là 350k, Ba bao trăm sống rưỡi bao ship toàn quốc. Khi giao em chúc chậu bó bầu. hai cây. Rồi, ok, nhà vườn thì bao sống bao ship nha bà con, bao sống bao ship trên mọi miền tổ quốc luôn. Khi nhận hàng thì không phát sinh thêm phí nào nữa hết nha. Rồi, tiếp theo mình xin đến cặp thứ tư. Cây thứ nhất của tập thứ tư. Rồi cây thứ nhất này có thông số hoành cổ là 24, sổ đế là 27 và cao là 75. Rồi ta đến với cây thứ hai. Cây thứ hai này có thông số hoành cổ là 20, sổ đế là 31 và cao là 75. Rồi cặp thứ tư này mình xin giao lưu với các bạn là 450k. 450 cho cặp thứ tư. Rồi. Cặp thứ tư này bệ đặt, chi cành rồi còn đều đẹp lắm nha bà con. Rồi, cho đến với cặp thứ năm. Tiếp theo, cặp thứ năm. Rồi, cây thứ nhất của cặp thứ năm. Rồi cây này có thông số hoành cổ là 17, sổ đế 25 và cao là 68. Rồi tôi đến với cây thứ hai. Cây thứ hai này có thông số hoành cổ là 18, sổ đế 25 và cao là 60.
Rồi cặp này mình xin giao lưu với các bạn là 300k, bao sống bao ship toàn quốc. 300k cho cặp số 5. Theo là mình đánh với cặp thứ sáu. Cặp số 6. Cây thứ nhất của cặp số 6. Và cây thứ nhất là của cặp thứ sáu này có thông số hoành cổ là 24, số đế là 32 và cao là 62. Cái kế bên luôn. Rồi, cây thứ hai. Cây thứ hai có thông số hoành cổ là 328, số đế là 32 và cao là 72. Rồi cây thứ nhất này nó có một vết sẹo bị chày ở dưới vườn khi vận chuyển về các bạn. Sẹo này Ok, mình nhỏ cũng không đã sao. trừ qua số tiền. Và cặp này mình xin giao lưu với các bạn là 450k. 450. Rồi, ok. Tiếp theo là cặp số 6. Vậy. Cặp số 7. Cặp số 7 à. Tiếp theo là cặp số 7. Rồi, ta đến với cặp số 7. Cái thứ nhất của cặp số 7. Cái thứ nhất này có thông số hoành cổ là 21, số đế 27 và chiều cao của nó là 1,02 m. Rồi. Rồi, Ok, tôi kế đến bên với luôn. cây thứ hai. Cây thứ hai của cặp số 7 này có thông số vành cổ là 22, số đế là 27 và cao là 1,07 m. Rồi cây này cặp này mình xin giao lưu với các bạn là 500k. Bao sống bao ship toàn quốc. Cái da em chúc cho chậu bó bầu. Rồi. Rồi, Tiếp tiếp theo theo mình là đến cặp cặp số 8. số 8. Rồi, cây thứ nhất của cặp số 8. Cây thứ nhất của cặp số 8 này có thông số hoành cổ là 22, số đế 30 và cao là 60. Rồi tôi đến với cây thứ hai. Cây thứ hai của cặp số 8 này có thông số hoành cổ là 18, số đế 32 và cao là 72. Rồi cặp này mình xin giao lưu với các bạn là 350k, bao sống bao ship toàn quốc. 350 cho cặp số 8. Rồi. Tiếp theo là cặp số 9. Rồi, và tôi đến cặp thứ 9. Cây thứ nhất của cặp số 9. Rồi cây này có thông số hoành cổ là 16, số đế 32 và bay là 55. Rồi ta đến với cây thứ hai. Rồi cây thứ hai của cặp số 9 này có thông số hoành cổ là 20, số đế là 33 và bay là 57. Rồi cặp này mình xin giao lưu với các bạn là 250k. Bao sống bao ship toàn quốc. Khi giao em chúc chậu bó bầu. Rồi, ok. Rồi tiếp theo mình đến với cặp số 10. Rồi cây thứ nhất của cặp số 10.
Về thứ nhất, cối cặp số 10 có thông số vành cỏ là 18, số đế 28 và cao là 69. Và ta đến với cây số 2 của cặp số 10. Rồi, cây thứ hai của cặp số 10 có thông số vành cổ là 19, số đế 30 và cao là 67. Rồi, cặp này mình xin giao lưu với các bạn là 400k. Tiếp theo mình đến với cặp số 11. Rồi, cây thứ nhất của cặp số 11. Rồi, cây thứ nhất này có thông số hoành cổ là 17, số đế 25 và cao là 59. Rồi, ta đến với cây thứ hai của cặp số 11. Rồi, cây thứ hai này có thông số hoành cổ là 18, số đế 28 và cao là 62. Rồi, cặp này mình xin vô lưu với các bạn là 330k, bao sống bao ship toàn quốc, khi giao em chúc chậu có bầu ạ. Tiếp theo một cặp cao to luôn nha bà con. Quá cao. Cao này đụng mái nhà luôn rồi, đụng mái che luôn. Rồi, sau đây ta đến với cặp tông cao. Cặp này cặp số 12. Rồi, cặp cây thứ nhất của cặp số 12 nó có thông số vành cổ là 28, số đế là 28 và cao là 1m45. Rồi, ta đến với cây thứ hai của cặp số 12. Rồi, cây thứ hai của cặp số 12 này có thông số hoành cổ là 29, số đế là 31 và cao là 1m50. Rồi, cặp này mình xin giao lưu với các bạn là 700k, bao sống bao ship toàn quốc. Tại thường mấy tông cao này ship tiền nó hơi phí hay cao hơn nha các bạn. Rồi. Rồi, tiếp theo mình đến với cây lẻ thứ nhất. Rồi, clip này mình có hai cây lẻ. Rồi, cây lẻ thứ nhất này có thông số vành cổ là 28, số đế là 36 và cao là 52. Rồi, cây thứ nhất này mình xin giao lưu với các bạn là 380k, bao sống bao ship toàn quốc. Cây lẻ thứ nhất 308. Rồi, cây này dáng bay. Rồi, ta đến với cây lẻ thứ hai. Tiếp theo cây lẻ thứ hai, cây này khá là to. Cây lẻ thứ hai này có thông số hoành cổ là 33, số đế là 36 và cao là 66. Rồi, cây này mình xin giao lưu với các bạn là 550k, bao sống bao ship toàn quốc, khi giao em chúc chậu bao bầu ạ. Rồi, ok. Rồi, tiếp theo mình là đến bộ combo. Combo nhiều cây ha. Mình cũng có 4 cây à.
4 cây. Hôm bữa 4 cây. Rồi, tôi đến cây thứ nhất. Rồi, cây thứ nhất này có thông số hoành cổ là 15, sau đấy 25 và cao là 57. Tiếp cây theo thứ hai. Cây kế bên. Cây thứ hai này có thông số hoành cổ là 13, sau đấy 21 và cao 59. Chúng cây đến với hai cây tiếp theo. Rồi, cây này cây thứ ba của combo. Rồi cây thứ ba này có thông số mình có là 15, số đấy là 30 và cao là 40. Tiếp theo, tiếp theo tôi đến với cây thứ tư, cây cuối cùng bộ combo. Rồi cây này có thông số vành cổ là 18, số đế là 32 và cao là 57. Và bộ combo này mình xin giao lưu với các bạn là 450k, bao sóng bao ship toàn quốc, khi giao ông chúc chậu bao bầu ạ. Bộ combo này là cuối cùng có video hôm nay. Combo này combo cuối ha. 4 cây 450k. Rồi kết thúc clip luôn ha anh Nhật ha. Dạ. Rồi xin chào anh Lâm, xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Rồi, cảm ơn anh Nhật nha. Hẹn gặp lại bà con ở những clip tiếp theo nha. Bye bye bà con ạ. À.